Đây. nói chung là không thể so sánh cái năm ngoái với năm năm nay được nhưng mà bà con đấy quay cho mọi người cái kiểu dáng và đôi khi là cái cái chăn trở và những cái việc mình làm đấy, dù năm dù năm mươi ở đây là đã đã năm trăm rưỡi sáu trăm đến là tôi nói thật là là tôi cũng chưa bao giờ tôi tôi nghĩ đến những cái việc là 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 những cái thời điểm này mấy các thứ ấy toàn bảo là bà con đấy là có thể là còn cái thằng hôm qua nó bảo là nó bảo như thế này này qua cái thằng bình luận ấy nó bảo là đừng nghe lời cò tự về đông tảo mấy cả cả liên nghĩa mà xem thế nọ thế kia ấy tôi bảo là nói chung là là tôi nhiều người người ta ở xa ấy người ta muốn cái nhìn nó khách quan để người ta biết và người ta về và tôi cũng bảo các bạn là nếu mà muốn biết tôi nói đúng hay nói sai ấy. Và và thật đến thế nào thì các bạn phải tự về. Nhưng mà đôi khi là là khi các bạn mà chưa về, các bạn háo hức xem video của tôi để xem tình hình nó như thế nào, giá như thế nào. Xong rồi nhưng mà khi về phát là bỏ tiền ra ôm cái loại ví dụ như cái loại này rưỡi chẳng hạn. Về là các bạn cũng lại ghét tôi. Bảo là đấy mình vừa ôm vào 50 triệu bây giờ thằng này nó cứ quay live stream xong nó nói rưỡi như thế thì cái lúc đầu ấy thì người ta rất là quý mình. Ờ à, thế là anh anh cảm ơn anh. Anh nói như thế là cho em cái giá mới địa chỉ như này thì em biết sơ qua. Nhưng về một phát bỏ tiền ra ôm một phát là về cũng ghét tôi. Tại vì khi tôi đưa cái thông tin lên như thế thì mặc dù tôi trả được cái gì nhá, tôi trả được cái gì. Tôi mất xăng, ngồi khản giọng, tí nữa thì được bà con pha cho ấm trà, ngồi xong rồi hỏi han tình hình sức khỏe, năm nay bán được như thế nào thế nào. À, đấy là bà con nói chung là bà con cũng quý tôi. Còn chưa nói là là tôi sẽ nãi được 5.000 hay 10.000 hay bao nhiêu Còn cái người muốn mua ấy Ví dụ như bà con ở Đồng Tháp hay là Bình Dương Bà con mua một cái thì cái thủy nó sẽ bảo là đây là giá tại vườn Mọi người về mọi người mua thì cái giá ý Còn nếu mà qua cái thủy một cái thì nó phải đi nó chọn này Thứ nhất nó chọn xong rồi còn xếp xe còn các thứ Còn nếu mà các ông mà ví dụ như là ở Đà Lẵng hoặc thế nọ thế kia mà mà các bạn về đây các bạn có thể giá 500 500 rưỡi cũng bằng bằng mình chẳng hạn đấy là nói thật ra là nếu mà bằng tôi cái giá bằng tôi uh, thì nói chung là không ở trong giới này có thể chọn thì không không ấy được cái thường hệ trường hợp thứ hai là nhiều khi là nếu mà cái giá quất mà nó 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 thuận lên ấy nó tức là nó tăng giá ấy. kéo bà con ở xa bà con bị những tình huống gọi là đánh tháo đánh cháo rồi bao nhiêu thứ nữa cơ thì là người ta muốn qua một cầu là cái dân gọi là bọn tôi mà đi buôn hay là hay là bọn tôi thế nọ thế kia ở dưới nam định tôi cũng có những người anh em ấy thì mình phải phải nhờ qua một người anh em ý xong rồi chấp nhận trả cho người ta 10 20 000 nghìn một cây hay bao nhiêu tiền một cây tùy theo giá trị của cái cây à, ví dụ như mua cây tiền triệu thì phải một hai trăm nghìn một cây để để người ta ở đấy ấy là người ta có cái tiếng nói người ta có uy tín xong cái thứ hai nữa là ví dụ như tôi có điểm mạnh hơn các bạn là ví dụ như hàng năm một năm trời tôi gửi liên tục À, thế là tôi quen xe rồi việc vận chuyển của tôi nó đảm bảo hơn các bạn Chứ còn nếu mà các bạn bây giờ ví dụ như Còn các bạn mà ví dụ như từ Thanh Hóa về đây nhá Bắc Linh hoặc là là Bắc Giang ở đây ấy, Tôi quay cho các bạn để các bạn tự về Chứ còn hầu như là tôi không dính vào Dính vào nó mang tiếng Các bạn có thể tự về được Xong rồi việc ví dụ như chạy từ đây ra Bắc Linh ấy thì là các bạn tự thuê xe tôi vào đây tôi dính vào cái ý tôi được thêm 10.000 tôi mẹ ngại bỏ mẹ lên cái thứ hai nữa là Nói chung là người ta lúc người ta ta chưa mua được thì người ta thiết tha với mình hoặc là anh ơi định vị xong rồi tiếp em thế nọ thế kia. Khi người ta mua được người ta quay ra người ta chửi lại mình. Ôi mẹ tổ sư thằng cò tự nhiên mất 10 nghìn 20 nghìn một chum cho thằng cò. mới thế nọ thế kia trong khi mình đây ví dụ như ông Du này ông theo dõi mình phải 2 năm rồi. Đấy thì hôm nay thì hôm qua tôi mới bảo cái thủy là thôi. Hôm sau sau cái cái vườn quất đất đi. Tôi bảo là thôi nghỉ quất thôi. Thứ nhất là năm nay cái giá nó nghịch. Mấy cái thứ hai là nói chung là Ừ, cái trước đây là tôi đã chia sẻ với mọi người rồi Tầm khoảng tầm nửa tháng nay tôi đã bảo là nghỉ Tết Tức là hai tháng trước Tết là tôi bảo nghỉ Tết rồi Tại vì năm nay nói chung là nếu mà các cái thứ khác ấy Như hoàng hoa, hàng nghiếc ấy Là nói chung là năm nay bán cũng chậm Chỉ có mỗi cái hàng quả này Quất Tết, bưởi Tết mấy các thứ này Nhưng mà đôi khi tôi hôm qua tôi cũng tâm sự với mọi người ấy Tôi là tôi đứng giữa cái ngã tư chứ không phải ngã ba Thứ nhất là khi tôi đến mà văn như thế này này Một cái ngã là, là người sản xuất Tức là những anh em đang làm cái thứ hai là người ta mua về để người ta bán. Cái thứ ba nữa là cái ngã nữa là cái ngã người tiêu dùng. Cái đôi khi là cái giá như thế này thì bà con sản xuất thì là bà con vui, ờ ừ, cũng vui. Nhưng mà có một cái tình huống mà đấy như hôm qua tôi chia sẻ hoặc là các bạn ấy bình luận là bắt chỗ đã đắt chỗ buôn buồn chỗ bán. Tức là cái nơi mà hoặc là đắt tại ruộng mà mà ế, tức là 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 nhộn nhịp tại ruộng hoặc là là đắt tại ruộng ấy. Ế ở chợ đấy là cái tình huống mà đôi khi là là cái có thể là là tôi cũng hơi hơi nghi ngờ đôi khi người ta mua một hai trăm chum này nhưng mà người ta đặt cọc vài triệu vài triệu ấy nhưng đến cái thời điểm 10, 15, 20 mươi à, tức là cái người người ta ta đặt đi đôi khi người ta lại không lấy cơ tại vì người ta nghĩ là đấy năm nay cái lúc ấy thì cái thị trường với các thứ ấy mặt bằng với thị trường người ta bảo lấy ở đây năm trăm rưỡi về người ta lại không bán được cái thế nọ thế, thế kia người ta bỏ cọc ờ à, đấy bỏ cọc Tại vì giá trị mà ví dụ như mấy trăm mấy trăm chum này bàn nếu bà con năm nay làm quất đi Làm sao mà phải nhận cọc làm sao cho nó thỏa đáng Đôi khi nhận cọc ít quá là người ta bỏ cọc Người ta không lấy nữa luôn ấy. Thì lúc ấy là tầm Đấy là tầm 20, 23 là nó lại Nó lại thay đổi theo một chiều, chiều hướng ngược lại luôn Các bạn hình dung chưa Thì lúc ấy thì nói chung là người ta bỏ cọc rồi Thì lại bán thì bán rẻ Nhưng mà nói chung nếu cái tầm 20, 23 Thì nó rất khó xoay sở Đấy, cái người muốn buôn thì hoặc là cái lúc ý người ta lại thấy rẻ người ta muốn buôn nhưng mà không tìm ra mặt bằng ấy trong giới thì các bạn cũng hình dung ra cái hai hai những cái hướng ý nó cũng khá là lo lung tung còn như hôm nay thì cái này là cái loại mà dù 50 dù 50 cái loại ở đây đã năm trăm rưỡi sáu trăm cái cái gì nhỉ à, bưởi có lẻ cho người chơi không bác bưởi có bán lẻ nhưng mà toàn dòng uh, chục triệu thôi nhưng còn không bán lẻ những cái hàng bé bé cái hàng hơn triệu triệu rưỡi nói thật ra là không có thời gian nó ra đây đấy quay cho mọi người đây là cái việc mà mà cái dù nên là dù 50 ở đây đã năm trăm rưỡi còn không bán lẻ thật bán lẻ có thể mọi người về đây kéo 800 đến một triệu nói tôi sợ tôi quay nên thì thường là khi mà mà tiktok này nói ấy thì có người già người trẻ có bọn 13 14 15 tuổi 16 tuổi có những người người ta còn 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 còn, còn xin tiền bố mẹ hàng ngày ấy, nó vào nó chửi hoặc thế nọ thế kia ấy. Cho nên nó hơi bát nháo Thị trường TikTok hoặc các thứ này Nó là mạng xã hội ấy Bình thường người ta muốn mua hoặc là Thứ nhất là người ta muốn bán Tức là cái bà con sản xuất Và cái thứ hai nữa là người ta Người tiêu dùng hoặc là cái người muốn buôn ấy Là người ta muốn mua Thì người ta sẽ hiểu được cái lời mình nói với, với bọn với bọn 13, 14, 15 ấy Người ta không hiểu thì người ta cứ chửi Của nhà máy tất xong rồi làm củi 30 Tết thì xin cũng được mấy thế nọ thế kia ấy Đấy còn tôi cũng chỉ tâm sự Sơ qua cho mọi người như thế thôi còn tí nữa nếu mà quay cho mọi người thì 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 quay cho mọi người quy cách còn giá thì nói chung là cái cái kiểu dáng quả mấy các thứ thế này mọi người nhìn từ từ cái ná này từ quả này định là hôm nay ở nhà thôi chứ còn mai thì nên nông nghiệp xem xem là mộc nan mấy các thứ ấy nhưng mà cao thì nếu mà trừ cái này chỗ này 40 phân đi thì nếu mà cả lọc vườn thì nó nói chung hai mét ba trừ bốn mươi phân hai mét đấy những cái loại cao gốc này thì không nói làm gì nhưng xem xem như này là hai hơn 2 mét Tay tôi là mét 9 thì phải 2 m 2 mét mà trừ đi cái cái 40 phân kia thì tầm mét 6 Đấy các bạn hình dung chưa Cây nó khoảng, khoảng tầm nếu đặt bẹt xuống đất là mét 6 Còn đặt lên trên này thì nó cao lắm nó Cao hơn 2 mét cái, cái nọc này là nọc vườn này Đấy Nọc vườn nó quay toàn sự thật đấy nhá Không có ấy đâu Hôm qua thằng kia nó bảo là Đừng nghe lời cỏ Tự về thế nọ thế kia Tự về 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 đông tảo bình minh tôi thì từ trước cái này mọi người xem tôi 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 nay quất này thì tôi không nhắc đến địa phương đông tảo tại vì nói chung là đông tảo thì nếu mà như là như tôi nói thì nó sản xuất hơi manh manh mún manh 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 mún tức là ít đi ít và lác đác bà con làm cho nên tôi không nhắc đến địa phương đông tảo Nhưng còn mọi người có thể xem là mua những cái loại quất chum này thì mễ sở mới bình minh là thế mạnh và tôi cũng thấy là nhiều đấy còn cái việc ví dụ như là mọi người muốn mua được rẻ thì đẹp thì là mọi người phải có chuyên môn muốn mua sản phẩm đẹp thì nó phải um, có chuyên môn cái thứ hai là mọi người phải bỏ công sức đi tìm mày mò đấy, cái thứ ba nữa là còn theo cái hướng là rẻ rẻ thì mọi người phải bỏ công mọi người đi tìm và cái mối quan hệ nữa chứ còn ví dụ như mà đấy có hai vấn đề ấy. mọi người muốn mua hàng đẹp hàng đẹp thì mọi người phải có cái kinh nghiệm cái chuyên môn chứ còn đôi khi là cái đẹp trong mắt mọi người nhưng mà thời tiết rồi các thứ về thế nào nó nó kiểu những cái quả mà nó chín quá ấy. nó vàng quá nó ửng quá xong rồi ná nó nó không xanh ná nó không mướt ná nó vàng thì về mọi người rất khó bán đấy là mọi người phải có thâm niên và cái mối quan hệ <laughs> cái thứ ba nữa là à, cái mà ý thứ hai nữa là cái ý mà sau ý đẹp rồi thì đến cái vấn đề giá rẻ giá rẻ thì là mọi người cũng phải có thâm niên Đấy, cũng có phải nếu mà đôi khi các bạn ở xa mà Mới có 1 năm 2 năm môn quất đi Thì tôi bảo nếu các bạn ở xa thì tốt nhất là vứt một cái xe máy ở trong cốp xe ấy. Xong rồi đến địa phương này bắt đầu đi tất các nhà Nó mất rất nhiều thời gian đấy Để mua một sản phẩm vừa đẹp vừa rẻ Chứ đôi khi nào, mọi người không hi không hiểu thì là Mua thì thứ nhất là bị đắt Về rất là khó cạnh tranh Cái thứ hai là nó còn ví dụ như nó vàng ná hay nó không đều quả Xong rồi nó ninh tinh ấy Chứ có phải là cứ chum này là giá như thế đâu Nhưng mà đại ý bình thường bọn tôi sẽ quay là cái dù này dù gọi là dù 50 Đo từ dưới này này Đấy 2, 4, 50 Đấy 50 hoặc trên 50 nó tùy theo cái dù này này Thì bình thường là cái dù cái loại này là uh, Trước đấy là tôi cũng báo là, là khoảng Ở đây là khoảng 500, 550 Nhưng ở đây là 550 đây Quả thì nói chung là Nó nó, nó tùy nhưng mà nó khá là, là đẹp Đấy nó xanh Quả to Ná cũng rất là đẹp Đây mọi người về đây thì có hai cái vấn đề mà như kiểu là hôm qua tôi quay cái kể cả cái cái quýt này mẹ chưa gì là ông gì ông cũng theo dõi mình ông ấy làm cho phát là về niên nghĩa mà trong khi trong video tôi báo là hơn chục triệu hình như 15 17 gần cái loại to là gần 20 tức là gần 40 triệu hai bình nó bảo là về liên nghĩa Văn Giang có 10.000 hai hai cây à 10 triệu hai cây tôi mới bình luận luôn tôi bảo là mai nhớ quay video quay luôn chủ vườn Xem xem là 10 triệu một bình hay là đây là 10 triệu hai bình hay là 20 triệu một bình Thế là may có cái bạn đằng sau bạn bảo là Giá gần 20 triệu một bình là chuẩn Đấy nó mới không tranh cãi như đôi khi là người ta cứ muốn hạ bệ mình ấy Hoặc đôi khi cái bình người ta bán là 10 triệu hai bình Nhưng mà là cái loại bé hơn Nhưng mà toàn thấy ở video của tôi báo cái giá như thế Thế là vào hạ bệ hạ uy tín của mình để nhoi lên Nhưng mà không không ấy được Tại vì nó khả là khách quan những ông nào ông ấy về được cái mạng xã hội TikTok bây giờ nó rất là nó nói chung là nó phát triển thì nó vừa mang lại cái nhìn nó khách quan. Cái thứ hai là sẽ bị những cái cái đối tượng mà mà tôi hay bảo là là không làm nhưng vẫn có ăn, muốn quan đi. Đã không làm nội dung, đã không chịu quay chụp để giới thiệu sản phẩm. Nhưng mà cứ vào cái thằng nọ, thằng kia nó báo ví dụ, báo cái loại này rưỡi thì bảo là, Tao bán có 400 hoặc về đây này, đừng nghe lời cò, về đây có 400 này. À, kiểu kiểu vậy, nhưng mà thực tế ở đây rưỡi Tao nói hoang hoang cho như thế này Mới cả đôi khi là người ta Có những người người ta về rồi người ta biết là mình Mình nói thật Chứ còn đôi khi ví dụ như cũng cái loại này Mà dù 50 mà có 400 thì nó không được như thế này Đấy cho nên là Khi tôi quay dù 50 là Cái loại 550 ở đây thì nó phải như thế này Còn nếu mà có những cái loại Mà dù cũng dù 50 nhưng 400 hơn 400 Thì nó xấu hơn như thế này Chứ không phải là như các bạn ý là Cứ vào cái chum như thế này tôi bảo 550 thì bảo là tao bán có 400 nhưng tôi yêu cầu người ta quay được video lên thì phải quay cả luống như này này chứ không phải bê một cây ra xong rồi quay cây đẹp nhất kiểu kiểu vậy người ta kinh doanh là người ta hay kiểu vậy tức là lôi một cây đẹp nhất ra quay quay xong rồi à, à, khách người ta thấy đẹp mới thấy rẻ mình báo là năm trăm rưỡi tại đây nó bảo 400 trăm nhưng mà bà con bảo gửi ảnh với cả ấy thì toàn chụp cây hai ba cây chum đẹp nhất đẹp nhất xong rồi người ta bảo khách về hoặc là có thể người ta nhận như thế xong rồi Người ta chuyển thì những cái cây nó xấu hơn Tại vì người ta có dám quay trực tiếp tất cả như này đâu Nó toàn chụp một hai cây đẹp nhất thôi Xong rồi người ta bảo các bạn về đây Về đây thì các bạn sẽ ngỡ ngàng là Sao cây anh chụp đẹp thế Bảo cái cây ấy thì nó nó ở trong luống này Nhưng cây này cây này hoặc là tao chụp cây ở ngoài kia thế nọ kia Mọi người về rồi chẳng lẽ này đi về tay không Ờ ừ, thì lại phải bắt Kiểu kiểu người ta chăn này Chăn về toàn chụp những cái cây đẹp nhất Chứ có chụp những cây đồng đều đâu Nó có quay cho mọi người cái tổng thể như thế này đâu Đấy cho nên là ví dụ như đây là cái dù 50 thì tôi bảo là ở đây thì trước đấy tôi bảo dù 50 ở đây là 500. Đấy còn như cái loại này là 550. Đấy nó tùy theo chum tức là cây nó như thế nào. Xong rồi cái cách làm việc của mọi người như thế nào. Nó mua xô hay là là trong một dãy này thì được bỏ ra một hai cây hay thế nào nào thế nào. Đấy chứ còn nếu mà mọi người mua xô thì có lẽ là rẻ hơn. Mua xô tức là lấy theo cả luống này. Cây 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 xấu hoặc cây vàng lá hoặc cây nó thế nọ thế kia, ví dụ như cây này này là mọi người vẫn phải lấy. Nhưng mà ví dụ như là 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 như cách làm việc của tôi với cái thủy là nếu mà cái giá ấy thì được bỏ lại bao nhiêu cây. À những cây mà không không lấy là nó ít quả, nó thưa quả. Hoặc lá nó vàng thế nọ thế kia ấy. hiểu chưa? Còn đôi khi đấy cái trong cái cuộc sống này nó rất là nham nhỏ như thế, mình cũng cố gắng phấn đấu, cố gắng công hiến rồi. Nhưng đôi khi là là còn rõ ràng là mình cống hiến như thế thì cũng phải 2 3 năm liên tục hơn 5 năm, năm rưỡi hai năm thì người ta mới hiểu được có những người người ta 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 xem video của mình xong rồi về người ta thực tế Và sau đấy có những năm thế là người ta tin mình thế là từ lần sau là mình mới làm được việc Và cứ thế cứ công hiến các bạn công hiến đủ lâu ấy mà bằng cái cái sự thật bằng cái khách quan chứ còn như cái 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 loại này mà tôi đăng lên thì chúng nó kiểu gì tí nữa chúng nó chả bình luận đúng mà, mà đừng tin thằng cò trong khi mình có được cái mẹ gì đâu về tự về thế nọ thế kia thì tôi mới bảo là tôi quay cho mọi người nó nó tính khách quan như thế này và giá như cập nhật hôm nay còn nếu mà mọi người về được thì sẽ xem lời tôi nói đúng hay sai còn có muốn cò kiếp mọi người đâu cò cái loại này nó cũng rất là khó tại vì thường là ví dụ như các ông ở xa hay thì là ông ấy tin mình ông ấy chấp nhận trả thêm nhưng còn những ông khác thì nói thật ra là là tôi còn bao nhiêu việc đấy cho nên là ví dụ như là vừa mới nói với anh em anh thì ở đây thì còn được Khách người ta hẹn đến anh còn ngồi đây anh chờ Xong thế nọ thế kia Chứ em đây đang ngành đang nghề như thế này Vì chục Trung quất mới hai chục Trung quất Kể cả trăm Trung quất Nhưng mà tiếp hàng bốn khách, năm khách, chục khách Mới được một khách mua ấy chứ có phải là 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 tiếp một phát là có khách luôn đâu Hiểu chưa Còn kiểu nó đang chật quá ấy, Giữa hai nối nó có tí ấy đi nách ra cho quay cho nó không được ấy. Cái loại này là là cũng cá còi này cũng ca coi nhưng mà bọn này là thả hơi bé đây cái này cái này như kiểu là cái hình thức này là đây là đắp tự đắp tay tự đắp tay cái như thế này là nó khá đều đấy chả biết cái loại đắp tay này thì bao tiền loại giả sơn để tí bảo cái thủy nó nai cho còn các thì loại đây cái cái vườn này thì khá đẹp đấy nhỉ lá xanh ná đều đây bà con bây giờ hình như bây giờ mấy bát, đang bật, chuẩn bị để vụ mới bắt bật đang 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 vào cây đây này, cho cho những cái thể loại như thế này xong rồi như thế này thì không không hình dung là bà con cho kiểu gì nhỉ rất kinh đây còn cái thằng 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 uh, ông sư kìa ông sư tài lộc để để bê cây này trước đây có khách rất muốn hỏi mình cái loại này Xong rồi một lần là là hỏi là hình như là cái bên kia bảo là hai trăm rưỡi hay sao ấy Hai trăm rưỡi cái chuyện này này Mà còn bán hết rồi cơ Hai trăm rưỡi này này <laughs> Làm những cái, cái 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 cây quất nha Mà bạn để ý những cái nọ Cái miệng nọ như này này Mẹ rất là kỳ công Miệng nó bé ấy Còn đây cái thể loại mà 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 ông chú tiểu con xong ông Chú tiểu con xong lại cõng cái này ấy. Thì tài lọc mấy các thứ này này thì là vẫn đơn giản đây này tại vì cái miệng này nó to vẫn vẫn có thể là ấy được nhưng cái thể loại ối rồi ôi này này miệng bé tí <laughs> nếu mà cho được cây quất vào đây và chăm rất kinh còn cái, cái tức là các bạn nhìn cái miệng này này cho cây quất ở vào cái này thì nó cũng đơn giản đấy, thấy chưa còn làm những cái loại này cho nên là bà con có 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 mấy bà con lấy đâu nhưng cái đúng loại đúng này đúng thì cũng dễ đúng đấy nhưng như cái loại này bây giờ bao tiền À, hàng này bán bán buôn giờ bao tiền nhỉ? 430 rồi. 430 buôn à? Là, là ông kia không? ông ấy hỏi từ cái hôm ấy nè cái cái bên kia bảo là 250 rưỡi nhưng mà bán hết rồi. Ừ chắc, ừ, chắc là, là. Tượng bé mới tượng, rồi. tượng nó không tượng phải tượng như thế này. Bốn trăm ba buôn à? Thế bán, thì, bán rồi đây này. ồ thế thì về về thì bà con phải phạt tầm hơn triệu nhỉ, triệu hai nhỉ? Đúng không? Đấy nói như thế thì để toàn giá mình báo rất công khai nha mấy cái thứ hai nữa là bán rồi đúng không? Bán rồi. Đẹp nhỉ? Đẹp. Quá đẹp Đây, ra nước để. Ừ, đây còn tưới cây chứ nhỉ. vào cây đẹp luôn. Đây ông tiểu đây. 430. Ừ. Nói chung là mình ấn tượng với các cái loại nào mà rất kỳ công ý. Ui giời. này đẹp thì đẹp luôn. mẹ chè đây chưa còn chưa ăn đây uống cồn hết ruột. Nó mà được 2 4 Hơn 60 phân, 70 phân Quá, Quả quả này phải phải tầm chắc 50 quả, 50 quả, quả mà đấy yeah. À đọc bình luận đó. làm gì hôm nay làm gì có mấy người đọc Bưởi có bán nẻ cho người chơi không thì bảo bán cái loại to rồi Quất chum này bao nhiêu một chậu thì cái loại Năm mươi kia thì ở đây là năm trăm rưỡi Đấy hết rồi hiểu chưa loại tí tí kia, Đây loại ti ti đúng không Ti ti những cây ở nhà đẹp Đây này cái miệng Miệng nó chỉ bằng ngón tay cái thôi Đấy cho được cây vào đây Đây Này làm này. Này, nà, bọn này rất kỳ công nha, Cho được cây quất vào trong cái miệng mà chỉ bằng ngón tay đấy các bạn hình dung chưa Bọn này nó rất kỳ công Không phải ai cũng làm được hiểu chưa còn cây thì nó bé thôi nhưng mà Cái loại này trăm mấy đúng không Đây là toàn kiểu anh em thân mới biết tôi rồi ấy. Thì khi đã biết tôi rồi thì sẽ không Sẽ sẽ, sẽ biết là tôi cống hiến hay là, là tôi cố gắng tôi cỏ Tôi chăn mọi người Hay là cố gắng là ép cái người sản xuất Thật Đã là anh em rồi thì không không ấy đầy những cái loại này đẹp thế này Đấy thì mình cũng chỉ thế thôi Cuộc sống là rất tự do Chứ còn bây giờ ví dụ như cái loại này ở đây hơn trăm nghìn hôm ở nhà thì bảo trăm tư nha ông anh bảo trăm tư nha Mà bây giờ tự nhiên khi tôi nai tôi bảo hai trăm một phát là ờ nãy 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 nãi nãi của tao rồi mới <laughs> Lại 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 cò rồi Ở à đây kia đây nhiều chưa Được cái là tôi là tôi rất là ấy Còn tôi, nói chung là ông anh báo cho tôi như thế thì cũng Không biết là là thế nào thì tôi tốt nhất là các cái loại này thì tôi báo sơ sơ như thế thôi Còn mọi người thì đôi khi nó nó như thế này này Đôi khi khi tôi quay như thế này nhiều anh em làm quất khác ấy ví dụ như cái loại này hơn trăm tức là trăm tư mà anh em làm quất khác này bảo tổ sư mày lại nãi của bà con bốn chục mấy cả bao nhiêu tao bán có tám chục hay tao bán một trăm ấy nhưng mà thật sự là nó bị sai về cái hệ thống tức là tôi đang tin ông 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 anh du này tại vì ông anh là cũng bảo là hôm nay nên vườn chơi mới thế nọ thế kia ấy có thể là 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 ông anh là báo cao lên một tí hay thế nọ thế kia thì tôi không biết nhưng mà tức là có thể là là thấy tôi cái tính tôi hay báo trực tiếp giá ấy thì là đôi khi là nhiều người anh em là người ta báo cao lên thì đôi khi là các bạn khi tôi báo giá là ở đây trăm tư hay trăm hai hay là một trăm ấy thì cái ý là nhiều khi ví dụ như cái thủy nó gọi điện cho chủ vườn hoặc thế loại kia người ta không biết mình là ai cơ thì tôi nghĩ lúc ấy thì nó 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 khách quan nhất tại vì ai gọi điện ví dụ cái thủy gọi điện mà đọc ở trên biển số vườn này gọi điện cho chủ vườn giá như thế thì các bạn về cũng giá như thế và tôi nói luôn là cái giá ấy chưa mà cả hay là giá ấy chưa chưa làm chính xác là là lấy tỷ lệ như thế nào Điều chưa còn đây là toàn à, ví dụ như ở nhà đấy anh du anh bảo là bán những cái loại này anh ấy bán là ba rưỡi giá lẻ mới thế nọ thế kia ấy. đôi khi mọi người, tôi tin ông ý hoặc là tôi nói ra như thế thì mà ba, các bạn phải có cái suy nghĩ của riêng mình mấy cái thứ hai là tôi sợ nhất là ví dụ như tí nữa các bạn ấy cũng làm quất mấy các thứ này Bác bà bảo tổ sư thằng cò mấy thế nọ cái kia tôi thâm tâm tôi không muốn nãi của mọi người cái gì đâu bán thì mọi người mua lẻ tôi có bán đâu mấy cái thứ hai là nói chung là quất này tôi quay cho bà con để năm sau đấy là là các bạn có thể chủ động hoặc là đôi khi cái người mua buôn mấy các thứ này người ta có thể chủ động hơn người ta biết được địa chỉ như thế nào cái giá xem xem như thế này mọi người có thể chủ động mọi người nam hiểu chưa hú hú cái gì đó thằng nguyễn huynh này nhiêu một cây nhiêu một cây hú hú alo nói ít thôi mày mua như thế nào thì tao mới báo được chứ <laughs> mẹ bây giờ cứ hỏi giá nhưng còn tí nữa lại bảo là cho tao một chậu với cho tao một một cây đấy đi mấy là khi làm như là bà con phải cắt cái đít đây này, này để để cho nước nó chảy ra toàn theo cái kiểu là kiểu hỏi giá mà phát là mua được luôn đi hỏi hỏi là mua ở đây bao nhiêu tiền hay là cái giá bao nhiêu tiền này nếu bảo cho tao một cây mới cả thế nọ thế kia thì có bán đâu mà báo là giá thì phải chuẩn ví dụ như là theo số lượng mua lẻ một cây hay là mua bao nhiêu cây còn cốt bạt ngàn Thường là tôi cũng không muốn dính dáng đến cái chuyện mua bán Thế là chỉ quay cho mọi người này Cái cách làm Chứ đôi khi là trong cái việc báo giá nó mệt như này này Tôi báo giá thì với các bạn thì cũng không biết là các bạn tôn trọng tôi hay thế nào Cái việc giá cao giá đắt ở địa phương Nó đôi khi nó theo thay đổi theo từng ngày ấy. Mấy cái thứ hai nữa là Khi mà mình báo giá chính xác như thế thì cái người có thể là cái người 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 ta muốn khảo giá ấy, thì thuận tiện cho người ta khảo giá những cái người người ta đã mua rồi ví dụ tôi báo là năm trăm rưỡi chẳng hạn về các bạn khác bạn ấy cũng mua năm trăm rưỡi rồi thì bạn ấy bán ra thì nó rất là khó người ta yêu cầu tôi là không cần báo giá như thế đâu không không cần phải báo giá như thế không báo giá công khai anh cũng bán thì anh bán nhưng mà hãy bảo người ta là inbox đừng báo giá công khai trên này cái thứ hai nữa là tức là đối với những cái người người ta 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 mua về người ta buôn đi người ta rất khó bán nhiều người người ta yêu cầu anh quay thì cứ quay anh có thể bảo rẻ hoặc thế nọ thế kia Đừng báo giá như thế Em rất là khó bán Hoặc là tôi rất khó bán Hiểu chưa Cái thứ hai nữa là Đôi khi cái người 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 tiêu dùng cuối ấy Tức là người mua sau cùng ấy Người ta cứ ảo tưởng uh, Giá mày báo như thế Ở địa phương mày như thế Thế là cuối cùng ví dụ người ta mang những cái chum như thế này Hoặc những cái chum như kia vào trong Nam hay là Bình Dương các thứ người ta rất là khó bán Ờ uh, tao xem là góp nhặt cát đá Bảo cái nọ này có rưỡi vào Thế là người ta cũng chỉ trả 500, 600 Khi các bạn bán ngày Tết 20, 30 Tết ấy, Về các bạn cũng phải bán những cái 400 mấy này thì thì ở, ở lúc nãy quay ở đây bàn này này 430 ở đây người ta phải về bán 1 triệu Thì các bạn úi thằng góp nhặt cá đá quay có 430 Các bạn mua làm sao được Mấy cái thứ hai người ta bán người ta không bán được Đấy, Ở đây người ta mua buôn mà bảo là bán hết rồi 430 Cái loại này nè ở đây lúc nãy tôi bảo 550 nói một cái tâm sự như thế này người ta mua ở đây năm trăm rưỡi cộng cước cộng kiếp người ta mua số lượng các ông hỏi giá là muốn mua một cây đúng không? thấy rẻ đúng không? báo năm trăm rưỡi là rẻ đúng không? tại vì giá giá số lượng ở đây chưa kèm cước vận chuyển hiểu chưa? người ta còn bán một dây này đấy nó có cái tác hại như thế các bố cứ như là hỏi giá giá xong rồi các ông bố mua một bình bao ship thì chỉ có mất tiền thật cọc thôi hiểu chưa? Nguyễn Huỳnh mày hiểu chưa? Ừ báo giá mới cả mày nói ít thôi báo giá đi Chúng mày mua làm sao được Mua toàn mua một cây xong rồi Toàn 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 theo cái kiểu hỏi giá xong rồi mua một cây xong rồi bao ship Còn bà bảo báo giá thì bây giờ phải xem xem là mua như thế nào Mẹ à, mua một cây thì báo giá một cây thì bảo là đắt Mới bán cho chó chửi luôn Đấy cứ thuận việc của chúng mày là chúng mày sướng Còn hại việc người khác <laughs>